Cùng Ngọc Huy rơi nước mắt khi đến thắp hương cho Mai Phương, lặng người nhìn di ảnh. Sau hơn 3 năm cố nghệ sĩ Mai Phương qua đời, thì giờ đây Phùng Ngọc Huy đã có thể đến thắp hương cho người đã khuất. Từ đầu tháng 8 năm 2023 đến nay, đời tư Phùng Ngọc Huy trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi anh trở về Việt Nam sau 8 năm định cư tại Mỹ. Những ngày vừa qua, khán giả không khỏi vui mừng khi thấy nam ca sĩ đoàn tụ cùng bé La Vi. Tiếp nối hoạt động về nước lần này thì mới đây, Phùng Ngọc Huy gây chú ý khi đến chùa viếng cố nghệ sĩ Mai Phương. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ đến thăm nữ diễn viên từ sau khi cô qua đời. Cụ thể, ngày 27 tháng 8 vừa qua, Phùng Ngọc Huy có mặt tại ngôi chùa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nơi an nghỉ cuối cùng của cố nghệ sĩ Mai Phương. Theo đó, nam ca sĩ đã thắp hương và cầu nguyện trước di ảnh của nữ diễn viên. Khoảnh khắc Phùng Ngọc Huy lặng người nhìn di ảnh người đã khuất khiến người xem không khỏi xúc động. Cũng trong buổi đến chùa này, nam ca sĩ tình cờ được mời hát giao lưu với các Phật tử, nhân dịp có nhiều nghệ sĩ khác đến chùa hát mừng Vu Lan. Trong lúc trò chuyện với MC, Phùng Ngọc Huy xúc động rơi nước mắt khi nhắc đến Mai Phương cũng như chia sẻ về con gái La Vi, anh cho biết. Thật sự lần này về chỉ có 3 tuần thôi, có nhiều người mời Huy đi hát, nhưng mà sau 8 năm rồi nên Huy muốn dành 3 tuần này cho gia đình, cho con của mình, nên Huy ít nhận show. Trong lúc Huy đến đây thắp nhang cho Phương thì may mắn được mời đến đây để hát, trùng thời điểm đến như vậy. Nam MC dẫn chương trình tiết lộ thêm nhiều năm qua, tuy Phùng Ngọc Huy ở Mỹ, nhưng việc về mặt tâm linh, nam ca sĩ đã lo lắng trọn vẹn cho cố nữ diễn viên. Nhìn lại mối quan hệ giữa Phùng Ngọc Huy và cố diễn viên Mai Phương, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Mai Phương và Phùng Ngọc Huy yêu nhau 3 năm, đến năm 2013, cả hai có con chung là bé La Vi. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, cặp đôi đã chia tay trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Khi con gái được 2 tuổi, nam ca sĩ sang Mỹ làm nghiệp. Dù cố gắng tái hợp nhiều lần, nhưng Phùng Ngọc Huy và Mai Phương lựa chọn làm bạn, cùng nhau nuôi nấng La Vi. Thời điểm Mai Phương lâm bệnh nặng đến lúc qua đời vào năm 2020, công chúng trong nước đặt kỳ vọng ca sĩ Phùng Ngọc Huy có thể về nước để gặp cô lần cuối, cũng như làm trọn vẹn trách nhiệm với con gái. Tuy nhiên, đến khi hoàn tất hậu sự cho nữ diễn viên, Phùng Ngọc Huy vẫn không thể về Việt Nam. Lúc đó, nam ca sĩ hứng bạo chỉ trích từ dư luận và cho rằng anh là kẻ bội bạc, người bố thiếu trách nhiệm. Trước phản ứng dữ dội từ công chúng, cũng như có nhiều tin đồn xoay quanh việc bé La Vi không có người chăm sóc, Phùng Ngọc Huy có động thái lên tiếng nói rõ sự việc. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ đáp trả dư luận sau những ồn ào xoay quanh chuyện tình đầy sóng gió với Mai Phương. Phùng Ngọc Huy cho biết, Huy là bố hợp pháp của bé Thiên Như. Huy sẽ làm tất cả mọi thứ có thể cha con được ở bên nhau, để cho bé một cuộc sống và tương lai tốt nhất trong khả năng của mình. Mọi tranh cãi đúng sai xin được khép ở lại đây, vì hiện giờ La Vi mới là quan trọng nhất. Xin để cho Phương an nghỉ và cho La Vi có một cuộc sống bình yên. Có thể nói, để có thể đoàn tụ cùng con gái thăm lại Mai Phương, Phùng Ngọc Huy trải qua quá trình dài khó khăn. Vừa qua, ngay khi gặp lại La Vi, nam ca sĩ đã tổ chức sinh nhật hoàn tráng, bù đắp cho ái nữ trong những ngày không có bố mẹ bên cạnh. Hiện tại Phùng Ngọc Huy dành phần lớn thời gian bồi đắp tình cảm với bé La Vi. Anh đã đưa con gái về nhà nội sinh sống để gắn kết với gia đình.